Chào tất cả các em. Wow, chỉ có hai quả bóng ma quái này các em. Chào tất cả các em, chỉ có hai quả bóng ma quái này. Các em có thích quả bóng ma quái này không? Để chị hướng dẫn các em làm quả bóng ma quái này nha các em. Rất là đơn giản. Bước đầu tiên các em cho nước vào quả bóng. Đây các em theo dõi chị làm nhé. Bước đầu tiên là cho nước vào quả bóng này. Chị đang cho nước vào quả bóng. Rồi chị đã cho nước vào quả bóng rồi. Sau đây bây giờ chị buộc nút lại. Rồi, bây giờ chị sẽ lấy lưới quấn quả bóng này lại. Rồi, và bây giờ chị sẽ lấy dây buộc lại. Lấy dây buộc lại. Đây. Chị đã buộc xong rồi. Bây giờ lấy kéo cắt phần này đi. Rồi, chúng ta đã được một quả bóng ma quái. Rất là đơn giản các em. Em có thích trò chơi này không?